Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Irene đến từ Coi68TV và chào mừng anh em đến với số tiếp theo của series tuần qua có gì. Trong số này thì anh em hãy cùng Irene điểm qua những tin tức crypto và blockchain hot nhất trong tuần vừa qua nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi68TV cũng như là ấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Hot nhất và cũng là đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua có lẽ là cuộc xung đột Israel và Palestine. Trong đó thì crypto đã đóng một vai trò khá quan trọng. Anh em hãy cùng Irene tìm hiểu trong tin tức này nhé. Xung đột giữa Israel và tổ chức Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza, Palestine để bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 và vẫn đang tiếp tục diễn ra căng thẳng, kéo theo thương vong lớn cho cả hai bên. Đây thì là một cuộc xung đột để lại nhiều thương vong nhất cho Israel kể từ năm 1973 và đang gây tác động ở trên toàn cầu. Một loạt quốc gia đang ghi nhận có công dân thiệt mạng, bắt cóc hay là bị mất tích, bao gồm từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thái Lan hay là Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Israel thì đã tuyên bố cắt điện, thực phẩm, nhiên liệu của hơn 2 triệu người Palestine đang sống ở đó. Tính đến ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương thì giao tranh đã khiến hơn 1.500 người Israel và Palestine thiệt mạng. Giữa tâm điểm chiến sự Trung Đông thì nhiều công ty crypto đã bắt tay với nhau để thành lập quỹ Crypto Aid Israel vào ngày 9 tháng 10 với mục đích là kêu gọi viện trợ cho công dân Israel phải sơ tán. Đến nay thì liên minh đã tập hợp được các công ty như là Fireblock, Market Across, Corridor Ventures, Crypto Jungle và Hiệp hội Blockchain của chính phủ Israel. Theo thông báo thì quỹ này sẽ thu thập các khoản quyên góp bằng 12 loại crypto như là Bitcoin, Ethereum và các stablecoin USDT và USDC. Liên minh thống nhất thì sẽ có ít nhất là 4 trên 7 người phê duyệt giao dịch trước khi mà chuyển tiền ra khỏi ví. CEO của Crypto Jungle là Ben Samocha thì đã cho biết rằng: "Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp thực phẩm và nơi trú ẩn cho các gia đình bị mất nhà cửa. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ trang thiết bị y tế cho họ và nâng cao nhận thức về nỗi kinh hoàng mà người dân Israel đang phải đối mặt." Tại Gaza thì tiền mã hóa cũng là hình thức gây quỹ phổ biến vào thời điểm này. Tuy nhiên, ai nhận được những khoản tiền trên vẫn đang là một chủ đề gây tranh cãi. Hamas đã chính thức bị Hoa Kỳ và các chính phủ khác liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Mặt khác thì chính phủ Israel được cho là đang làm việc với công ty phân tích Chainalysis để quét các địa chỉ ví crypto, kêu gọi quyên góp để xác định mối quan hệ với Hamas và tìm cách đóng băng chúng bằng các sàn tập trung như là Binance. Theo hãng thông tấn địa phương Kakalis thì cảnh sát Israel mới đây đã ra lệnh đóng băng các khoản tiền mã hóa liên quan đến tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas. Chưa hết thì cơ quan điều tra quốc gia Lahav 433 thuộc cảnh sát Israel thì còn phối hợp với Bộ Quốc phòng, Sở Tình báo và sàn giao dịch tiền mã hóa Binance để ra soát và phong tỏa các khoản tài sản liên quan đến Hamas. Giới chức thì cho biết bất kỳ khoản tiền nào bị tịch thu thì cũng sẽ được sung vào kho bạc quốc gia. Theo Google Blockchain thì đồng sáng lập Binance Hezi đã bình luận về việc sàn hợp tác với giới chức Israel để chặn các tài khoản có liên hệ với Hamas là bởi tất cả các công ty thì đều phải tuân thủ yêu cầu của giới chức liên quan đến các tổ chức khủng bố. Ở trong quá khứ thì phong trào Hồi giáo Hamas từng kêu gọi quyên góp bằng Bitcoin hay là crypto nói chung nhằm chống lại các biện pháp trừng trị và cô lập tài chính từ Israel. Ở chiều ngược lại thì chính phủ Israel cũng đã có lần tịch thu 190 tài khoản Binance có liên hệ với các nhóm khủng bố này kể từ năm 2021. Lật lại đơn kiện của Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Hoa Kỳ CFTC nhắm đến Binance và CEO Trang Penjao hồi tháng 3 năm 2023 thì có chứa các đoạn tin nhắn nội bộ cho thấy sàn đã xử lý giao dịch cho rất nhiều tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố như là Hamas, cũng như là bao che cho nhiều nền tảng chợ đen bị cấm. Việc quyên góp bằng crypto thì không còn xa lạ. Trước đây thì chúng ta đã từng bắt gặp câu chuyện quyên góp tiền mã hóa trong cuộc chiến Nga-Ukraine hay là Binance từng trích 3 triệu đô viện trợ cho nạn nhân động đất ở Morocco, hay là Vitalik Buterin từng đóng góp 99 Ethereum cho Thổ Nhĩ Kỳ sau một trận động đất lớn tại đây. Những thông tin về crypto đóng góp vai trò ở trong trận chiến Israel và Palestine thì sẽ được Coi68TV liên tục update cho anh em trong thời gian tới. Anh em hãy chú ý đón xem nhé. Thông tin thứ hai là Bitcoin dominance vượt 51%, áp sát mốc đỉnh trong 2 năm. Theo dữ liệu từ TradingView thì chỉ số Bitcoin dominance đo lường sức mạnh của Bitcoin so với tổng số vốn hóa của thị trường crypto đã vượt mốc 51,2% vào hôm ngày 10 tháng 10, tiệm cận mức đỉnh 2 năm là 52% đã thiết lập vào hồi cuối tháng 6 năm 2023. Vốn hóa thị trường của Bitcoin đang ở mức là 534 tỷ đô và của Ethereum thì đang là 188 tỷ đô. Hai đồng coin này thì đã đóng góp đến 70% giá trị thị trường tiền mã hóa.
Nhờ vậy thì giá đồng coin vua cũng đã vượt trội hơn Ethereum và nhiều đồng ăn coin lớn khác từ đầu năm. Bitcoin mặc dù không quá biến động trong 7 ngày vừa qua, thế nhưng vẫn tăng 66% trong năm nay. Trong khi đó thì Ethereum chỉ tăng trưởng 32% trong năm vừa qua và đã giảm gần 6% trong tuần vừa rồi. Theo như Andrei Dragos, trưởng bộ phận nghiên cứu của Deutsche Digital Assets, thì một số nguyên nhân góp phần và sự hiệu quả của Bitcoin so với altcoin và Ethereum thì bao gồm sự thận trọng của các nhà đầu tư hay là những tổ chức lớn đối với ETF Ethereum Futures mới vừa được triển khai ở Hoa Kỳ vào tuần trước. So sánh với số tiền ít ỏi chỉ 0,9 triệu đô đổ vào ETF Ethereum trong tuần rồi, thì dòng vốn chảy vào ETF Bitcoin đã đạt mức là 85,4 triệu đô trong cùng thời điểm. Dragos thì còn nhận định thêm là Bitcoin còn có khả năng xử lý các tính toán smart contract, tính năng mà mạng lưới Ethereum đang làm rất tốt. Thực tế là nhà phát triển Bitcoin Robin Linus thì từng công bố một nghiên cứu cho thấy bất kỳ chức năng tính toán nào cũng có thể được tiến hành ở trên Bitcoin. Hay nói cách khác là tất cả các tiện ích của altcoin thì đều có thể được kích hoạt ở trên blockchain Bitcoin. Điều này thì cũng chính là quan điểm của người ủng hộ Bitcoin nổi tiếng Max Deezer. Ethereum thì không cung cấp điều gì mà không thể thực hiện ở trên Bitcoin. Tin tức thứ ba là quỹ cứu trợ crypto 1 tỷ đô của Binance bị rơi vào quên lãng. Quỹ cứu trợ crypto IRI 1 tỷ đô của CZ đã thất bại thảm hại. Sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX vào tháng 11 năm ngoái thì lĩnh vực tiền mã hóa đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi mà giá trị của các đồng tiền điện tử giảm mạnh, khiến cho nhiều nhà đầu tư như là ngồi trên đống lửa. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, chỉ 3 ngày sau khi tuyên bố phá sản của FTX, CEO của Binance là ông CZ đã công bố kế hoạch thành lập một quỹ cứu trợ crypto. Trong đó thì ông cùng sàn giao dịch Binance của mình là đơn vị trực tiếp đứng ra huy động ít nhất là 1 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho các công ty đang phải chật vật với dòng tiền ở trong thị trường. Ngành crypto thì cần được cứu ngay bây giờ chứ không phải vào năm 2023. Ông CZ đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn ở trên Bloomberg. Chỉ 10 ngày sau thì quỹ Industry Recovery Initiative, cái tên đúng với mục đích ban đầu của Binance, đã chính thức được trình làng, dù kéo theo đó là hàng loạt câu hỏi về nguồn gốc dòng tiền cứu trợ. Không có nhiều thông tin chi tiết về kế hoạch hoạt động của quỹ cứu trợ crypto này, nhưng những công bố ban đầu thì cho thấy là quỹ này đã nhận được sự chú ý và cam kết tham gia của ít nhất là 18 công ty cũng như là quỹ đầu tư mạo hiểm lớn ở trong ngành, nhưng chỉ có 9 cái tên được công khai danh tính cùng các khoản tiền đầu tư. Trong đó thì có Binance là 1 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ dưới dạng stablecoin BUSD. Thứ hai là Trump Crypto với 25 triệu BUSD. Thứ ba là DWF Labs với 15 triệu đô. Kế tiếp là Chronox Research là 1 triệu đô USD, Broker Group là 1 triệu đô theo giá trị Bitcoin ở thời điểm tháng 11 năm 2022. Kế đến là Polygon Labs không được công khai khoản tiền hỗ trợ. Đặc biệt thì có Animoca Brand hỗ trợ 11 triệu đô ở dưới dạng các token. Điều đáng nói là theo kế hoạch thì các quỹ đầu tư tham gia vào quỹ này sẽ phải cam kết hỗ trợ dưới dạng stablecoin nhằm tối ưu hóa cho việc hỗ trợ. Tuy nhiên thì có thể thấy ông lớn Web3 và GameFi Animoca Brand đã sớm nhìn thấy diễn biến tương lai khi mà chỉ đóng góp các token thuộc danh mục đầu tư của họ và chúng thì có độ biến động giá trị khá là cao theo tình hình thị trường. Đáng chú ý hơn nữa là trả lời phỏng vấn với Bloomberg thì đại diện của Binance cho biết quỹ IRI đã sử dụng nguồn vốn để tài trợ cho 14 dự án nhưng lại từ chối công khai danh tính và cả khoản tiền đã hỗ trợ. Dựa trên các thông báo trước đó của Binance cũng như là các địa chỉ ví của quỹ được kết nối với IRI thì cho thấy là khoản tiền đầu tư công khai duy nhất của sáng kiến này là thương vụ Binance dành ra 15 triệu đô để mua lại sàn giao dịch crypto Hàn Quốc là Gopak đã được công bố vào tháng 2 năm 2023. Nhưng thỏa thuận này thì đang bị đình trệ do ảnh hưởng bởi vụ kiện của SEC. Cũng trong bài phỏng vấn mới với Bloomberg thì bà Dana Hu, người đứng đầu bộ phận chiến lược kinh doanh và vận hành của Binance Labs thì đã tuyên bố nguyên nhân cho số lượng giới hạn của các dự án được nhận hỗ trợ. Qua thẩm định thì chúng tôi nhận thấy nhiều dự án không đáp ứng được tiêu chí của chúng tôi. Các quỹ đầu tư khác thì cũng báo cáo điều tương tự. Market Maker là GSR thì cũng đã lên tiếng, họ cũng đã tiến hành thẩm định hơn 60 đơn đăng ký của các dự án để nhận tài trợ nhưng không có đơn vị nào phù hợp với chiến lược đầu tư của quỹ. Kết quả là sau gần một năm thành lập, IRI thì với nguồn vốn trị giá hơn 1 tỷ đô và cả 9 quỹ đầu tư mạo hiểm gần như đã thoái lui vốn của họ ra khỏi quỹ để dùng cho nhiều mục đích tư nhân khác nhau. Binance đã rút hơn 985 triệu đô trong quỹ cứu trợ của họ về ví sàn để có kế hoạch sử dụng nó cho các khoản đầu tư. CEO của DWF Labs đã tuyên bố là dùng 2 triệu đô trong tổng số 15 triệu đô cho các dự án thuộc RSI nhưng lại từ chối công bố tên tuổi cụ thể. Đồng thời thì khẳng định
là hầu hết các ứng viên thì không phù hợp với tiêu chí của công ty, cũng như là nhận thấy lợi ích của quỹ đối với ngành là không thực sự lớn. Aptos Labs thì là đơn vị duy nhất giải ngân toàn bộ số tiền đã bỏ vào quỹ IRI khi mà đầu tư 5 triệu đô USDC vào các dự án đăng ký giải cứu. GSO với vốn ban đầu cam kết là 5 triệu đô cũng không đầu tư vào dự án nào, rút lại 5 triệu đô của mình. Trump Crypto thì không đầu tư và cũng không rút về quỹ riêng của họ. Gây chú ý nhất trong số này đó chính là cái tên Animoca Brand, cam kết ban đầu là đầu tư 11 triệu đô ở dạng token dự án, nhưng sau gần một năm, khoản tiền này hiện chỉ còn giá trị khoảng 2,2 triệu đô, mà trong đó đã được họ rút ra 2 triệu đô la Mỹ. Sau khi đã điểm qua những tin chính thì anh em hãy cùng Irene điểm lại một số tin vắn đáng chú ý trong tuần. Tin vắn đầu tiên trong tuần đó chính là Ethereum Foundation tiếp tục bán ETH trong bối cảnh sự sụt giảm của mạng lưới. Vào ngày 9 tháng 10 năm 2023 thì Ethereum Foundation đã tiếp tục bán 1.700 Ethereum thông qua sàn DEX Uniswap để nhận về 2,76 triệu stablecoin USD Coin hay là USDC. Thông tin trên chuỗi dữ liệu thì cho thấy là Ethereum Foundation hiện đang nắm giữ 240.000 ETH, 3,2 triệu USDC, 49.700 DAI và 10.000 Arbitrum. Tổng giá trị tài sản thì lên đến 3.687 triệu đô. Trong 30 ngày vừa qua thì nguồn cung Ethereum toàn cầu đã tăng gần 30.000 ETH, tương đương với khoảng 47,9 triệu đô la Mỹ. Sự xuất hiện của những nhân tố khác như là nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cũng thực hiện các giao dịch bán ETH gần đây, cùng với các động thái không rõ của các cá nhân như là Justin Sun thì đã làm giảm giá Ethereum xuống mức là 1.600 đô. Điều này thì đã khiến cộng đồng lo ngại về việc Ethereum còn có thể bị giảm giá sâu hơn nữa trong bối cảnh là chưa có dòng tiền được bơm vào thị trường crypto. Tin tức tiếp theo là người dùng đã breach 310 Ethereum vào Scroll dù chưa có thông báo mainnet chính thức. Theo dữ liệu on-chain thì mainnet Scroll đã được triển khai vào ngày 8 tháng 10. Trên X của Scroll vào ngày 10 tháng 10 thì cũng đã đăng tải dòng tweet tạm dịch là tương lai thì đang mở, ám chỉ đến việc chuẩn bị lên mainnet. Song Layer 2 này đến nay thì vẫn chưa có một thông báo chính thức nào về việc sẽ lên mạng chính trong thời gian tới. Có ý kiến thì cho rằng Scroll thì đang mở mainnet chủ yếu là cho các nhà phát triển dự án. Dù được nhắc nhở là không gửi tiền vào mạng lưới vì chưa có gì chắc chắn, mainnet của Scroll tính đến ngày 12 tháng 10 thì đã có khoảng 310 Ethereum từ 430 địa chỉ breach tiền vào theo Etherscan. Và tin tức cuối cùng đó chính là Alameda Resort thì từng là cá voi lớn nhất của Tether đã phát hành gần 40 tỷ đô la Mỹ USDT. Connor Crogan, đại diện của sàn Coinbase thì đã từng chỉnh ra rằng Alameda Resort đã min tổng cộng 39,55 tỷ đô la Mỹ, chiếm 47 nguồn cung, cao hơn rất nhiều so với tổng số tài sản được quản lý công bố bởi Forbes của Sam Bankman-Fried. Theo Protoss thì Alameda Resort và Cumberland Global thì là hai chủ thể lớn nhất đã đưa khoảng 2/3 tổng số USDT vào thị trường. Cả hai thì đã nhận được ít nhất là 60,3 tỷ USD, khoảng 55% tổng số lượng gửi USDT vào thời điểm đó. Việc thu gom lượng lớn USDT của Alameda thì được hiểu là để phục vụ cho quá trình giao dịch chênh lệch giá, tận dụng biến động mất PEG 1 đô la Mỹ USDT ở trên các sàn giao dịch để ăn chênh lệch. Nhiều người thì cũng đã đề cập đến việc là Coinbase là đối tác phát hành USDC của Circle, do đó thì không loại trừ khả năng là sàn này đã tung ra những thông tin tiêu cực để bôi nhọ đối thủ của họ là USDT. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu những thông tin quan trọng về crypto và blockchain trong tuần vừa qua. Anh em nghĩ sao về chiến sự Israel và Palestine hay là những phát gần đây của sàn Binance? Anh em hãy cùng comment ý kiến của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Và một lần nữa thì nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coin68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!